Xin chào cả nhà ơi, nhìn cái này nhớ lại thơ ấu ghê cả nhà. Con trai mua lá sâm về là nấu 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 nước sâm cho nha. Cho mẹ nè. Đó, cả nhà. Cái lá đây lá gì mình không biết nha. Mình biết tên nào là mình gọi tên đó nha. Cái này là rễ chanh nè, lá dứa nè. Còn cái lá tím tím hay lá gì là mình cũng quên rồi nè. Rồi cái lá tím tím này cũng gì là nhiều lắm cả nhà, nhiều loại lá. Mình biết được lá dứa nè. Rồi bắt đầu là rễ chanh. Mình nhớ lại hồi thơ ấu ghê. Rồi cả nhà mía. Mía cả nhà, mía, rau bắp. À, thấy chưa? Nấu nước sâm á cả nhà. Rồi bây giờ mình hỏi nè cả nhà, cái cây này là phải cây mã đề không cả nhà? Cái cây này mình nấu canh ăn vẫn được đúng không cả nhà? Đây này, mình thấy là mình lấy lại vài cây để mình trồng nè. Đó. Đúng không? Cây mã đề đúng không cả nhà? Mình nhớ mang máng vậy thôi. Rồi cây tím tím này là cây gì trời? Giống cỏ mực người ta. Rồi cái này cây cây dứa là mình biết rồi. Đó. Mấy cây này là cây mã đề nè, mình đang nghi nghi nè, cây mã đề nè. Còn cái cây tím tím này là mình không biết nè. Rồi bây giờ mình để mình trồng. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành là mình chẻ mía. Mình chẻ mía mình sắp xuống dưới cái đáy nồi trước nha cả nhà. Mình chẻ chẻ mía mình sắp xuống cái đáy nồi trước. Rồi. Mình chẻ bắp quên bên mình chẻ mía nhỏ 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 mình đâu vào đó cả nhà, xong mình thắp sắp rau bắp xuống. Tại cái rau bắp này mình để mấy cái nguyên cái mấy cái chất lượng này nó mát lắm cả nhà. Đó. Rồi rễ tre với lại lá dứa lá đồ là mình sắp lên luôn ha. Rồi mình chế ngập nước luôn cả nhà. Cái này mình nấu chắc phải 2 son. Nhưng mà mình thôi mình nấu đậm đặc ở nhà mình uống. Còn nếu mà người ta bán là người ta nấu phải 2 3 son cả nhà. Bỏ đường phèn nha cả nhà. Đường phèn nó mới ngon. Không biết cả nhà nấu sao nhưng mình là nấu mình lấy chắc cái nước trước đã, xong mình lừa cái nước đi rồi đâu vào đó bắt đầu mình mới lúc đó mình mới bỏ đường nha. Rồi cả nhà ơi, xong rồi mình đậy nắp lên nữa là xong đó, mình đậy nắp lên nữa là xong nha cả nhà. Là bắt đầu mình nấu thôi, bắt đầu cái nước nó ra nó ngã ra cái nước vàng vàng đó. Như em như như mình nấu á, là mình vớt ra mình nấu đâu vào đó theo cái ý của mình, sôi đâu vào đó hết 15 20 phút thì tùy ý của mình nha. Cho nó ra nước cốt đâu vào đó hết, xong rồi bắt đầu mình mới lược ra xong mình mới bỏ đường vô. Chứ bây giờ mình bỏ đường gì thì nó vô trong những cái lá hết. Rồi ok, đã xong nồi nước sâm nha, mời cả nhà uống nước sâm mát với mình nha. Bệnh quá cả nhà ơi.